Xin chào các quý vị khán giả của kênh Kiến thức về sức khỏe và sắc đẹp của Dược sĩ Việt TV. Trường sinh bất lão là mong muốn của mọi người từ xa xưa. Con người chúng ta không chỉ mong muốn được trường sinh vạn thọ mà còn mong muốn được bất lão, tức là luôn luôn giữ được cái vẻ đẹp xuân xanh trên cơ thể mình. Chẳng thế mà sau khi Tần Tử Hoàng thống nhất được thiên hạ, chiếm trọn lục quốc, thì ông đã cho rất là nhiều quần thần và binh lính của mình đi khắp năm châu bốn bể tìm kiếm được tiên đan, phương thuốc trường sinh bất lão. Thế nhưng mà cho dù có khao khát lớn như thế nào thì ông cũng không thể chiến thắng được một thời gian và bệnh tật. Vậy thì lão hóa là gì? Tại sao cơ thể chúng ta lại lão hóa? Và những biểu hiện nào trên cơ thể mình đang tố cáo việc lão hóa? Hãy cùng theo dõi hết video này để tìm được câu trả lời nhé. Và tôi là Lê Mai, dược sĩ chuyên môn của kênh Dược sĩ Việt. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là lão hóa ra là gì nhé. Khi mới sinh ra thì cơ thể chúng ta rất là non nớt, yếu ớt và cần được bảo vệ. Và khi bắt đầu trưởng thành thì các tế bào dần dần lớn lên và đồng nghĩa với việc đó thì các tế bào bắt đầu lão hóa dần đi. Nói như vậy thì cũng có vẻ là chưa được đúng lắm, bởi vì trong cơ thể chúng ta luôn tồn tại hai thái cực, đó là các tế bào mới luôn luôn được sinh ra đồng nghĩa với việc là các tế bào già cỗi sẽ chết đi. Và đối với người trưởng thành thì quá trình tái tạo tế bào mới nó xấp xỉ ngang với quá trình thoái hóa. Và khi quá trình thoái hóa nó vượt ngưỡng so với quá trình tái tạo tế bào mới thì đây chính là thời điểm mà các vấn đề lão hóa trên cơ thể bắt đầu xuất hiện. Và toàn bộ các cơ quan trong cơ thể đều diễn ra quá trình lão hóa tự nhiên đó. Và da là cái bộ phận mà chúng ta có thể quan sát dễ dàng nhất những cái biểu hiện lão hóa đó. Và đối với những vùng da càng mỏng thì những cái biểu hiện lão hóa càng dễ xảy ra hơn. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ lão hóa là gì rồi. Vậy thì những yếu tố nào nó sẽ tác động vào cái quá trình lão hóa tự nhiên trên cơ thể chúng ta? Phải nói rằng lão hóa là một cái quá trình sinh học phức tạp, được chịu ảnh hưởng tác động của các yếu tố như là yếu tố nội sinh và yếu tố ngoại sinh. Những yếu tố nội sinh có thể kể đến như là gen di truyền, hormone này. Còn những yếu tố ngoại sinh có thể kể đến như là môi trường, khói bụi, ô nhiễm hay là tác động của những cái ảnh hưởng từ bên ngoài. Khi những cái yếu tố này cùng nhau kết hợp thì nó sẽ làm thay đổi cái cấu trúc chức năng sinh lý của da. Từ đó thì nó sẽ thay đổi về cái cấu trúc bên ngoài của ngoại hình da, đặc biệt là khi làn da chúng ta tiếp xúc quá lâu với ánh mặt trời. Và những biểu hiện lão hóa mạnh có thể kể đến như là da nhăn nheo, thô ráp, mất đi sự đàn hồi, và càng theo thời gian thì da sẽ dần dần trở nên chảy xệ. Và một số biểu hiện khác có thể được kể đến như đó là quá trình tái tạo tế bào mới diễn ra chậm hơn, và khi xuất hiện các vết thương trên da thì nó sẽ trở nên lâu lành hơn. Vậy thì cái cơ chế lão hóa trong da diễn ra như thế nào? Đầu tiên đó là việc làm giảm tổng lượng thành phần collagen và fibrin, thì đây được coi là những viên gạch thô giúp làm tăng cường kết cấu cho da. Và theo thời gian thì những cái thành phần này sẽ suy giảm, và ước tính thì mỗi năm nó sẽ giảm đi 1% lượng collagen so với ban đầu. Song song với đó thì cái quá trình thoái hóa trên da sẽ diễn ra một cách nhanh hơn, nên những biểu hiện lão hóa sẽ xuất hiện sớm trên da. Và một khía cạnh khác đó là glycoglycan và hyaluronic, đây là những thành phần cung cấp nước giữ nước cho da, giúp cho da trở nên căng và mịn màng. Tuy nhiên thì càng theo thời gian những hàm lượng này lại càng giảm sút, do đó mà nó cũng là tác động đến quá trình lão hóa trên da. Bên cạnh đó thì theo thời gian khối lượng của lớp mỡ cũng giảm đi, và với tác động của trọng lực thì cũng khiến làn da của chúng ta trở nên chảy xệ và kém sắc hơn. Vì vậy chúng ta không thể ngăn cản được quá trình lão hóa trên da, nhưng chúng ta có thể cải thiện được việc lão hóa trên da bằng việc là kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Vậy thì những phương pháp đó là gì và nên sử dụng như thế nào? Các bạn hãy đón xem ở những video tiếp theo của kênh Dược sĩ Việt nhé. Và video ngày hôm nay thì mình xin phép dừng lại tại đây. Hãy đón chờ những video tiếp theo của kênh Dược sĩ Việt.